Ok, hello anh em, chào mừng anh em đến với video ngày hôm nay. Thì hôm nay tôi cũng định chơi thử một con game cũ. Con game này thì chắc anh em biết rồi, tôi đã từng giới thiệu cho nó một lần rồi. Con game này nó có tên là Đại Chiến Ngôn Từ. Thì tôi cũng từng giới thiệu về nó trong cái video lẩm nhẩm số 04 nè. Anh em nào muốn biết thêm chi tiết thì có thể Ok, coi lại nhiều video lắm. cũ. Đây. Đây, đây là con game mà tôi Giờ từng cái giới tủ thiệu về sách nó thì nè. vô cậu rồi. Thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu lại một lần nữa. Đây, anh em đầu tiên là anh em nên coi cái video trước đi để hình dung con game mình sẽ chơi là nó ra sao. Thì con game này nó nói rất là nhiều, từ ngữ nó cũng nhiều nữa nên tiếng Anh của tôi hạn chế nên có là chơi. Tôi cũng thử xài cái auto BB rồi nhưng mà rất tiếc là không tìm được do không cái bộ phông phù hợp với game này. Thì bây giờ đây là cái giới thiệu của game nè. Thì cái mô hình em này là dịch ra là nó nghĩa là chủ nghĩa đạo đức gì đó, hay còn gọi là cái gì khẩu chiến gì đó. Thì trận chiến của ngôn từ anh em nhìn là biết chứ gì. Game này là một thể loại game trinh thám, nói về một thế giới võ hiệp. Game này sẽ theo chân nhân vật tên là Giang Siêu Chan, tức là Quan Xuân Trường đi, dịch đi đi, tại tôi đang coi mà U23 Việt Nam đá nên dịch ra do này do nó việt hóa tí. Thì con game này sẽ đưa mình vào cái việc mà điều tra cái vụ án chưa giải đáp và đi đưa cái thanh niên tên Quan Xuân Trường này trở thành một anh hùng thám tử lừng danh Edogawa Conan. Thì thám tử lừng danh Quan Xuân Trường nhé, anh ấy là không có vũ khí gì hết nên sẽ sử dụng cái mà đặc điểm nổi bật nhất là cái trí tuệ và cái miệng lưỡi sắc nhọn của mình để đánh bại kẻ thù và giải quyết cái vụ án mà nó thôi. Thì vô video nha, anh em xem 1 phút video đi. Thì rất tiếc là tiếng Anh thôi, tiếng Trung thôi, họ cũng không có làm video tiếng Anh riêng bản nữa, nói chung là lười đó. Ta miêu. Đây là hai nhân vật tôi chưa biết đó, rất là đáng mong chờ luôn. Thì có vẻ đây là cái hành động sắp xếp các sự kiện xảy ra. Thì tôi cũng chưa chơi được nhiều, mới là Gia Long bên ngoài thôi nên cũng chưa nói lên được điều gì. Thì bây giờ chúng ta vô game ha. Đây, game có mấy anh Trung Hoa đại lục được viết trên nền tảng Unity. Thì rất tiếc nó chỉ là tiếng Trung thôi. Để tôi tắt cái nhạc này đi, chúng ta tập trung vào game là chính. Setting là chữ là normal nên cho nó chạy tự động không. Thì tiếng Anh, độ khó là tận hưởng trò chơi thôi. Con game này thì cái độ khó nó không khác nhau gì nhau cả, nó chỉ cho mình thêm số lần lựa chọn à. Đừng có bị lỗi chạy chữ chậm chậm đó nha. Đó, chữ nó diễn nhanh hơn đó. Rồi sao lại mất tiếng luôn à? Thì tôi không gành sử của mấy anh Trung Hoa nên cũng chả biết dịch đâu. Thì cơ bản nó nói về một số người trong mà quân triều vậy đó. 有身怀绝艺者，李江湖门派被尊。此间，武林方兴，英雄辈出，纷争不断。这时，đây là ông却有位奇人
Sau này mình sẽ đi theo ông học rất là nhiều thứ. Cả hai phe là chính tà đều rất là nể phục tài năng của ông này. Thì cái gia tộc Mô này của mình đó, nó có cái kỹ năng đặc biệt. Tí nữa vào game thì tôi sẽ giới thiệu cho nó sau. Thì nói chung là luyện hình tài có thể là cưỡi hạt phi vân á. Đây, chờ đã. Nghe hơi ảo ma một tí đó. Nghe thật là ảo ma luôn. Đây. Xin trường, bạn không thích cái câu chuyện này à? Thì cô ấy nó mất cái đêm để giết nó. Thực sự rất là siêng năng chăm chỉ đó. Đó. Nói chung là có đầu tư. Thì nó có lấy con cái gì đi tìm con chim bồ câu vậy. Cái kiếp quách chơi này là dạng như một kỹ năng của mà cái mà cái gì, cái gì gọi là có của mình môn phái quá, thì có thể là dùng từ môn phái đi. Bây giờ mình có ý tưởng gì hơn không? Em lục tiểu linh đồng này hơi bị nhoi nha. Đầu game là nói chuyện hơi nhiều. Cái gia tộc của mình rất là nghèo thổ luôn. Rất là nghèo khổ khó khăn. Thì sau này mình phải lên nổi tiếng rồi mới có thể kiếm tiền được. Tận hưởng vinh hoa phú quý gì sao đây. Master mà hành tài sẽ không bỏ chúng ta đâu. Ngôi làng này sẽ không còn chết đói nữa. Đây là ông sư phụ của mình à. Ông rất là có tài luôn mà ông không có cống hiến nhiều. Thì sau này chắc mình kế nghiệp của ông đó. Còn mấy nhân vật phụ này thì tôi không biết có được trải nghiệm rồi. Rồi đây. Bộ câu đoạn đầu chắc bộ câu đưa thư á. Anh em nhìn coi thử cái móng chân đây. Đó có thư thiệt không? Sân trường là mình á, CEO Chen á. Thì chắc là mình đi theo ông sư phụ thôi. Đầu tiên là mình mối đầu tiên là nhìn chim nè. Đây là những con chim mà có sư phụ bồ câu á, đậu trên mấy nhà. Thì một cái. Đây là con hòn đá gì? Huyền thoại nói rằng gì? Thì đây là sự tích về cái hòn đá này thôi. Tạo nên được bầu trời cao. Thì còn manh mối nào ở đâu nữa không? Chỉ có hai cái thôi đã giải quyết rồi. Khi mình gây con vỏ nào gần gần cái đó, đó thì nó sẽ hiện lên cái gì cọ cho mình dễ. Yeah, vừa là tìm manh mối. Có vấn đề gì thì mình sẽ đi theo ông này điều tra cái vụ án gì ở đâu đó. Rồi thì giúp đỡ mọi người thôi. Chuyện quá đủ cho ngày hôm nay rồi, bắt đầu bài học thôi. Rồi. Thì em bắt đầu nghe giảng bài. Hèn gì mấy anh Trung Hoa hồi xưa hay buồn ngủ. Nghe giảng bài chỗ này buồn ngủ thiệt. Cái giọng giống như là ca cổ vậy. Thì hai ngày sau nè, tại cái quảng trường đó mà môn phái của mình. Thì mình mới ngủ vậy đó, nghe tiếng gỗ cửa ầm ầm. Sài Gòn sớm lắm. Lạ.
không ngủ được. Trên tóc là con bé loli nãy nè. Có ai đang gõ Thằng cửa trước rồi, kêu mình đi mở đi. Thì không có đâu, anh lười lắm. Đó, tự lực cánh sinh đi bé loli. Thôi mở luôn đi, mình đài đỏ ăn nhóc đó nó không có chịu đâu. Đó, nó bảo mình sợ nó nữa. Thì đây, đây là ông Giang Sao Chen. Ủa mình là Tại Giang Sao sao Chen, ông này thằng là không đòi biết. chiếu? Ông này là thằng Đan Quyêu. Gọi là ông Hỏa Tăng đi. Thì ông này có một cái yêu cầu cho mình. Yêu cầu dành cho ông sư phụ của mình. Tổng Thì ông này sư có thể sư. là ông người gửi bồ câu hai hôm trước cho sư phụ của mình đó. Thì trước khi nói chuyện xong rồi sư phụ mình đóng dán bài. Thêm tí nhạc vào cho nó đỡ. Thì ông ấy còn có công chuyện rồi, kêu mình đợi đây. Có sát thủ gì, cẩn thận. Mình đấu võ mồm chứ đâu có giấu thể xác đâu. Quân tử động khẩu không động thủ. Mày may á, lần sau thì không có khả năng đó đâu. Rồi, sát thủ nó bên mình này cũng may mà chưa xanh cỏ. Sư phụ, nãy vẫn chưa tỉnh. Mình nãy sẽ không chết chứ. Chết thì anh game cho em. Game mới bắt đầu có mười mấy phút rồi sao nhân vật chính chết được. Chết thì cũng sẽ chuyển sinh thôi, đừng lo. Bạn nó chơi chứ gì, chúng tôi đã từ bỏ hy vọng rồi. Vậy rồi, xin chưa. Đừng lo, chỉ có bất tỉnh thôi, không có gì đáng lo cả. Cảm giác vẫn còn đau đó. Thì cái đầu đập vô cửa bất tỉnh luôn mà. Rồi, nói gì được rồi. Đi phiêu lưu sư phụ ơi. Cái gì, thanh niên tay máy à? Ấy, tôi kiếp nhanh quá, không kịp đọc. Rồi, tay máy thiệt nè. Là cái gì, giống như mà trong Captain American. Captain American là có thanh niên cũng tay máy đó. Rồi, ông ấy theo ông này thì về nhà. Ấy đã thử là đang làm việc rất là sớm, không kịp mở cửa. Người yêu cầu là đi là ông ấy nè. Thì cái thanh niên nãy là có ông anh đó nhà. Lợi đi rước mình về đó điều tra vụ án nha. Thì giải thích chi tiết về người này trước đi. Câu chuyện rất dài, mỗi lần mấy anh Trung Hoa kể chuyện luôn là câu đó đầu tiên à. Tan kép á là dạng như mà cái khu này của mấy ông họ Tan rồi á, thì có thể đó là cái môn phái hay gì nữa. Thì có một gián điệp hay là bên nào đó bị tấn công bên chỗ ông này, thì có nghi phạm ngày hôm nay nè. Từ đây rồi bắt đầu đi thôi. Thì có gián điệp trong này. Thì cái chốn võ lâm này có khá là rộng lạc đấy. Con này là giáo chủ của ông Tan Kép mà đời gút vậy đó hả? Gumlet. Đó, hỏi về ông anh trai. Thì sau khi nghe về cái vụ gián điệp đó, em cái ông anh trai của ông này nè, khóa cửa trong cái phòng đọc sách. Rồi nghe hít cái phòng đọc sách của ông á, để đầu nghiên cứu cái gì đó. Nghe thì lại thật. Tại sao? Rồi, bắt đầu đi thôi ông ơi. Nói chuyện dông dài vậy chứ thực ra là nó không có ý nghĩa gì nhiều nhỉ. Mấy cái quan trọng là một hồi vô cái trò chơi mới có. Năm, trong như 10 năm vậy. Cẩn thận cái miệng của con.
nhớ cái lực của mà cái môn phái của mình không? Grip Watcher. Rồi, đồng ý không? Thăng mô bạch Lão xiu Chỉ yên. Rồi, ok. Đi hỏi sư phụ. Tại xa mấy anh Trung Hoa thì cứ nói qua nói lại rất là nhiều vậy, gọi là dông dài với nhau. Cái bệnh là khách sáo, nhất là trong cái võ lâm thì thưa nó. Cái chuyến hành trình tốn 5 ngày luôn hả? Xong đặt vé máy bay đi mấy anh. Hồi xưa đi bộ cưỡi ngựa, đi một chuyến vậy là tính theo mấy ngày không à? Xiao Chen. Rồi ông mà sư phụ kêu mình đi nè. Thì hai anh để kia ở nhà đi. Đó, thì kêu sao cho nó chăm sóc con bé lên tông đó. Bắt đầu nấu ăn đi. Dạ, sư phụ, đi thôi. Đó, một vài ngày sau, chắc 5 ngày đi đường. Đây là cái đoạn nó miêu tả giống như mà chiến tranh nhá. Sau những vài ngày của một chiến hành trình. Lão gia chủ và Trương Xiao Trần, cuối cùng thuận lợi đi đến là thì sư phụ Vũ, sư phụ của mình tên là Vũ. Mình gọi là Quan Sư Trường đi. Ông họ Tăng à. Với ông Tăng cái gì đó. Có người đến. Khách đã đến. Khách quý đã đến. Sao chữ nó chạy mà cứ vài cái nữa tắt sao? Rồi lại chào khách sáo nhau nữa. Hy vọng là chuyến đi ổn rồi. Ông này thì bên biên đoàn điều tra vậy đó. Cảm giác thì như là cảnh sát thôi. Rồi được rồi, cho hỏi gì đúng rồi. Đó, đi lòng đi đường này. Đây là hai em dưới cửa. Thì He Chun này vẫn ở cái phòng đọc sách đó không? Thì đến giờ ông vẫn chưa có ra nữa. Tăng đang quyêu thì mở cửa đẩy cái cửa phòng đọc sách ra, thấy một khuôn mặt là thấy ông này đang nằm ngủ trên giường, đầu thì gục bên bàn. Khách đã đến nè anh trai ơi. Rồi vô đến thức không? Sư xiong, quỷ khí môn đều đảo lo. He Chun ơi, khách đến He Chun ơi. Sư xiong, quỷ đi He Chun. Kẻ đa đăng gia vẫn như người đàn ông thì không có bất cứ phản ứng gì cả. Thì anh em nào đọc truyện Cổ Nan thì biết là ổng xanh cỏ đó. Thang Đoan Châu thân sâu truy thăm đa đăng gia. Đang quên thì kiểm tra hơi thở. Rồi tử thi coi cứng hay lạnh gì chưa thì xét nghiệm mà coi thời gian chết rồi bắt đầu hỏi cung nghi phạm. Lạnh đầu sổ. Không thể nào. Một cái bình này chứa chất lỏng được đặt trên bàn. Lạnh đầu. Lạnh đầu. Chú sư lạ. Lạnh rừng. Ủa? Đây là hiện trường vụ án mạng. Lóc hết tất cả các con lối ra. Thì một giờ sau nè bắt đầu nói chuyện. Thì ông này đông quy dạng như mà ông cảnh sát thường trực chứ. Thì ông Master Tần này, thì cái ông này ông đứng đầu cái giáo hội Tần là anh trai của cái ông ở nước mình đấy, đã trở thành nạn nhân rồi nè. Còn cái ông này gọi là He Chun, ông này đang quý. Nếu tôi có thể về sớm hơn một tí thì sao, ông cũng chết thôi. Đây có thể là do gián điệp nó làm. Thì miễn có cái lực thứ ba gián vô á, thì hung thủ luôn luôn là một trong số những người chúng ta. Rồi, tìm và bắt thủ phạm thôi. Lão kế chủ, sao bất thảo. Thì bắt thủ phạm đến nơi này mình. Rồi, được gõ gì. Đầu điều tra thôi. Đó, mẹ ông Đông Quý.
Đông Du Quý, Đông Du Di, Master gì á. Rồi bắt đầu kiểm tra thế đây, nghiệp nghiên cứu và kiểm tra coi cái hiện trường vụ án. Đây là vụ án đầu tiên của ông này. Đây. Rồi ông muốn nhờ cái ông sư phụ của mình giúp đỡ anh ta. Thì ông này không biết hết nhưng mà ông muốn cho cái mình là muốn cho mình thể hiện với phát huy tác dụng như đó. Đó. Như danh dự của ông này đảm bảo thì cho mình sẽ là bắt đầu đi ra. Ông chắc chắn mình sẽ là giúp đỡ rất nhiều. Xin trường. Bắt đầu chuyến hành trình thôi. Bạn không thể hoàn toàn thành nhiệm vụ này cho máy. Đương nhiên được rồi. Ok sư phụ, để con ra tay. Có gì bí quá thì sư phụ cứ bắn kim cây mê vô cái thằng hồi nãy rồi nói chuyện rồi được à. Rồi. Bắt đầu bây giờ mình vô cái vấn đề điều tra đó. Thì mình sẽ hỏi chuyện. Đầu tiên là nói chuyện hôm nay. Hôm nay dạng như mà hộ vệ thôi. Dạng như là bảo vệ đội trưởng bị cảnh vệ hay là cảnh sát thôi. Đó, hỏi mình ai nè. Đây là Quang Sương Trường, một cầu thủ của đội tuyển bóng đá gì quên, một thành viên của cái mà giáo phái là giúp quách chơi. Giúp quách chơi là giống như người canh giữ mà bích khách đó. Bạn là người có mà sư phụ du vũ nãy đề cử đó, biết rồi. Thì bây giờ là ông này là đúng vậy, ông này không biết hỏi trên cái bình trên bàn đó có cái gì không. Thì ông này nó bắt một con chó già cho nó test thử chất độc. Con chó là chết ngay lập tức sau khi cắn lên một quả trứng gà của bôi cái thuốc đó. Đó. Thì nói chung là cái làn da tím tái nè. Một con chó đáng thương. Thì báo cáo kết quả cho sư phụ. Sư phụ con chó nó chết sau khi thử cái chất bình trên bàn. Cái bình cái mà chất độc trong cái bình trên bàn này. Thì da nó tím tái rồi. Đúng vậy, tốt đấy, xin chừa. Thì bây giờ kêu mình đi xem xét cái mà xác chết. Được rồi. Cái này phải hỏi pháp y với sư phụ. Cho sư phụ để bắt con làm cái công việc này. Lần đầu tiên mình khám nghiệm tử thi. Không có bằng cấp gì cho anh sờ sờ vô. Này, làm gì vậy? Thì sư phụ kêu tôi thôi chứ tôi có muốn đâu. Được rồi. Thì cái làn da trở nên tím tái. Mềm lại đấy. Sao mà thanh niên này nghĩ sợ chim cái con đá xịt lên gần ai rồi. Khoan khoan khoan. Con đá xịt lên gần hình như tí nữa nó ra mắt. Mà tôi không biết giờ ra chưa. Để nó kêu mua cho nó chơi. Thì cái này bán 1, cái bán 1 hiện đang có hơn 5.000 người chơi rồi. Con game này quá đỉnh rồi, anh em khỏi lo rồi. Đây bán 2 nè. Còn 2 tiếng nữa. 2 tiếng nữa mà nó tính theo kiểu giờ của mình là 21:02 rồi bán 23 giờ. Có khi qua ngày hôm sau luôn. Thì đây là bán 2 con đất xịt trên gần thôi. Giá thì tôi dự kiến là 10-15 đô. Thì chắc cũng bán 200-300k đó. Biết rồi, mua xong rồi cho để nó chơi chia tiền đó. Nó mới hú hú còn 2 tiếng nữa rồi. Thì con game này nó đã ra một phiên bản trên mà Epic thôi. Ra phiên bản trên mà Epic to rồi. Cũng rất là lâu trước đây rồi. Thì bây giờ ra trên bản Steam là có khi bản hoàn chỉnh luôn đó. Thì bản trên Epic thì họ nói cũng đã hoàn thiện 95%. Nên tôi nghĩ cái bản này là không có Early Access đâu. Họ ra luôn nguyên phiên bản đầy đủ. Bản 2 này tôi nghĩ là nó khó hơn bản 1 rất là nhiều. Mà tôi cũng không biết thời gian chơi nó bao lâu nữa. Nếu đụng vô con game này có khi tốn cả 100 giờ chơi. Nên cũng đang cân nhắc. Có gì thì lấy file save của ông bạn. Rồi, chúng ta tiếp tục lại. Thì cái làn da là tím tái thì cơ thể cho nó trở nên là cứng hơn. Nhưng mà nó vẫn còn ấm. Chứng tỏ là đã chết thì chưa có bao lâu rồi. Thì cái cánh đầu mới chết là không có khác chuyện chó nãy. Biết rồi. Rồi.
xin chào. Bộ phận thì xem xét coi có xung quanh cái mà xác chết này còn gì nữa không, thì phải tập info đấy hả. Rồi cái này thì kể lại thôi, cho mình coi tóm tắt rồi nãy đó. Cơ thể bắt đầu cứng nhật, làn da trở nên tím đi nhưng mà nó vẫn còn ấm, chứng tỏ thì chết chưa có bao lâu cả. Thì bây giờ mình coi cái bình nè, đây là cái bình chứa chất lỏng đặt trên bàn mà ông đội trưởng này cũng vừa mới đi test nãy. Mình coi cái chất lỏng này sao. Chất lỏng là chỉ còn một nửa thôi. Thì chất lỏng này có thể có độc, tốt nhất là không nên đụng vào nó. Cái bình thì chỉ còn một nửa. Trong trường hợp này, xin chờ. Thôi nãy gì cái vụ vi phạm thôi. Rồi ok, không có đi khám được nữa hả? Giờ mình hỏi ông này. Đây. Okay. Thì lại là cái dạng làn da tím và cơ thể đã cứng rồi thôi. Có thể là chất độc. Ờ gì? Bên cái cây ở cái cây gì ở đây? Rồi ok, được rồi. Hôm nay cũng nói là con dự kiện như mới cả. Thì biết cái bình rượu này đến từ đâu không? Cái bình rượu này thì là của cái ông mà ông anh đó, ông đã chết á, thì một cho những người hầu mang lên, không phải mua nó. Rồi báo cáo cho sư phụ. Được rồi, thì thanh niên này bắt đầu biết ai là thủ phạm đó, chắc đi bắt cái người đem bình rượu lên chứ gì, hoặc là cái người uống rượu hoặc là người giao rượu gì thôi. Thanh này giống thanh gia Mogi quá ha. Rồi ông chạy đi rồi. Thì quá sớm để đưa ra một cái kết luận như này thôi. Kiên nhẫn là chìa khóa. Thì bắt đầu nhìn xung quanh coi căn phòng này có thêm cái manh mối gì không. Rồi ok số bộ. Cái cửa sổ. Đây là cái cửa kính. Thì cái cửa này được làm bằng thủy tinh. Ủa thì đó có thủy tinh rồi đó. Kính. Thì vẫn không mở được, cái cửa đã đóng rồi. Chứng tỏ thủ phạm là không thể vào ra chỗ này. An mạng dùng hồn kính. Cũng không thể bay được đâu. Đây là cửa kính bình thường thôi. Rồi. Có cái giá sách. Đây là một cái kệ sách thôi. Trong thì nó sao hoa của người đó thôi. Thì sách này để trang trí là chính. Thì đã coi hai cái rồi. Đây có mấy cái bình. Rất nhiều cái bình trống. Thì nó là tương tự một cái loại bình đang để trên bàn luôn. Của xây xỉn nhưng mà mấy cái này không có chất độc. Đây cái bình. Cái này dạng như là cái gì? Cái sông hương vậy. Mùi rất là nặng ha. Có khi nào bỏ thuốc ngủ đây không ta? Đứng ở gần thì nó hay ảnh hưởng tâm trí luôn. Trong thì nó không bình thường. Thì vẫn là mấy cái bình thôi. Thì vẫn còn mấy bình đây thì đón sẽ còn hơn nhiều cái bình hơn nữa. Thì uống ngay cái bình độc thì có thể là tai nạn không? Tại vì có rất nhiều bình xung quanh đây mà. Cái chậu cây. Thì đây là một cái cây gảnh trang trí thôi. Trông nó có vẻ là đắt tiền. Đây cũng màu chậu cây nữa. Trông như cái chậu này đã bị héo rồi. Thì 4/5 manh mối rồi. Bức tranh hả? Bức tranh này không có gì. Nó chỉ miêu tả một người phụ nữ rất là đẹp thôi. Đây.
rồi đã đủ năm manh mối. Cuộc điều tra thế nào vậy Sương Trường? Tôi đã hoàn thành điều tra gì? Rồi là gì ra Sương là gì cơ? Sư phụ gì Đồ Nhi vậy? Đồ Nhi đã điều tra xong căn phòng này. Rồi ông thanh tra ông chạy về nè. Đây là xác nhân. Rồi, không phải em, không phải em. Nào đâu phải em. Rồi không có chạy được đâu luôn rồi. Chuyện gì xảy ra đó? Trên trường xem chuyện gì xảy ra. Nên nhớ là cái ông bảo vệ ngoài cửa đó, ông đã bắt được hung thủ rồi đó. Bây giờ mình có thể đi qua cái màn kế, nhấn vào một cái nút ở phía dưới bên trái của góc cái bản đồ, select cái mà cái phòng đọc sách và đi ra đó. Đây phải không, cái màn hình đó ra trước cửa phòng đọc sách. Nên em đợi tôi mở coi có video gì coi trong lúc chơi game không. Nếu chơi game không thì nó hơi buồn. Thì chắc coi là đất xịt lên gần đấy để chỉnh cái độ phân giải đắp pháp. Đây chúng ta tiếp tục thôi. Thì bây giờ là đang bên ngoài phòng đọc sách nè, có hai em nè. Em này thì đang bị nghi ngờ là xác nhân, bị ông mà đội trưởng đội cảnh vệ đi bắt rồi. Không có ai ra vào phòng đọc sách ngoại trừ bạn, ngoại trừ nhà ngươi. Chỉ có người mới có thể thêm được chất độc vào bình rượu thôi. Tại sao tôi lại làm tổn thương mắt tơ? Thì lúc mà đem cái bình rượu lên á, thì cái niêm phong của cái bình rượu vẫn còn, tức là nắp chưa có mở. Này bắt quái. Đây sẽ làm thôi, không quay coi. Dễ gái rất là dễ thương nha, đẹp nha. Không có kiểu mà baby cute mà thấy có nét rất là sắc sảo luôn đó. Cô ấy trông giống như người đem rượu đó. Có thể cô ấy là sát nhân không? Đây, hỏi thứ rồi. Xin chào. Khuôn mặt rất là sạch sẽ đó. Nó phát ra cái câu đừng có nói chuyện với tôi đó. Không nói thôi, cô em này. Em này nhìn sắc quá ha. Cổ đây là yêu cầu của ông Tăng để điều tra mà cái vấn đề giải quyết cái vấn đề đúng không? Thì sư phụ này đã mất cái cuộc sống của nấy người lại. Tôi cá nấy là tìm thấy sự thật. Tôi cá bạn tìm thấy sự thật hơn. Đây. Thiếu nợ thì trả bằng cơ thể này em. Thì hỏi em này giờ câu ơi. Thì trong khả năng em này có thể trả lời được sẽ trả lời. Em này đứng ở đây từ khi nào rồi? Đệ tử. Đây là nhiệm vụ của em đó. Thì chia thành một ca ngày, một nửa của ngày. Hiện tại xem lại. Cái này là gì? Thì không biết giờ. Cái này có thể là dịch thuật hay là mấy cái lỗi của em Trung Hoa không? Đây là trước đó thì sẽ là ca khác. Trong khi bạn đứng ở đây gác thì có ai đó ra vào cái căn phòng đắp nào? Chỉ có ông cái ông CEO Win này thôi. Đi chuyển rượu. Cái em CEO Win nhất là cái em hồi nãy bị nghi ngờ, bị ông thanh gia bắt đi đó. Thì có em đó mang rượu thôi. Nhưng mà trong em đó có vẻ đáng tin. Có lẽ chỉ đi vào thôi à. Đây, thì đem rượu vào lúc mấy giờ? Không nhớ chính xác, nhưng đó là giờ thìn. Thìn phải không? Tí, sủ, dần, mẹo, thìn. Nửa khoảng 5 giờ sáng. Hiện tại xem lại. Sau đó thì cô ấy rời ra thì em này có nhìn trộm tí. Nhìn gì giống em? Nhìn sư phụ thay đồ á. Nhìn sư phụ lúc đó vẫn còn đang uống rượu thôi. Mặt trời là sắp đổ dạng nhưng mà ông ấy vẫn còn uống hả? Thính số. Sau khi nghe về cái vụ gián điệp thì ông Master ông mà mất ngủ rất là nhiều, có vấn đề giấc ngủ thường xuyên làm việc xuyên đêm luôn. Thì ngủ vào giữa ngày. Có nghe âm thanh gì mà phát ra từ căn phòng đó không? Sau khi ông ấy qua đời không? Ủa ông ấy ngủ thôi, chưa qua đời. Thì rất là yên lặng thôi, không có nghe được bất cứ âm thanh gì hết. Rồi hiểu rồi.
Thì hỏi cái Hiện lúc tại mà em sao đã lại? vô thì có cái gì nữa không? Thì lúc mà Đinh kia đưa cái bình rượu vô á, thì cái bình rượu nó vẫn còn nguyên siêu, chưa có mở ra luôn. Thực ra thì tiêm chất độc thì chỉ cần đục cái lỗ châm vô thôi, chứ đâu cần mở siêu đâu. Nên cái vụ đó thì khó lắm. Với lại em đó chỉ là cầm cái bình rượu đi ngang em này, thì dù tinh mắt cỡ nào cũng chỉ thấy phớt ngang cho nó, chứ không thể nào soi xét chi tiết được. Thì cũng không có người lạ Thế luôn. sao? Nhưng mà theo cái logic game thì khó lắm.所Chiêu Win thì以，đi theo cái ông đó, nên không thể nào恳gạt请xác少nhận được.侠。Còn tốt nhất là cứu em đó đi. Thì nếu như em đó là kẻ sát nhân thì đơn giản quá, cái vụ án này không có gì hết. Thì tại sao là người giữ cửa là rồi mấy em gái?弟子。Thì có tất cả những em này đều đến một ngôi làng mà người cái ông Tang này đã mất rất nhiều rồi trong chiến Sư tranh phụ thôi. ta, Thì ông Tang này mới đi qua ngôi làng đó và mang mấy em gái này về, dạy cho mấy em gái này về cái nghệ thuật chiến đấu. Nên đó là lý do mấy em soi này tự nguyện ở đây gác cửa. Thì ông đó là như một người cha của mấy em này đó, cha nuôi á, Sugar Daddy á, nên không bao giờ muốn hại máy. Thì mà hỏi chuyện nãy giờ không hỏi tên em nó đi đâu. Thì đã nghe về cái vụ mà mấy cái mà cái thằng gián điệp á, nó có thật của không? Tang môn đệ tử. Thì mấy cái mà quân địch đã tấn công Đệ em này tử. rồi. Nghe nói. Ông ấy cũng bật được gián điệp luôn rồi. Vậy. Báo ha. Vậy mà cuối cùng lại độc chết. Không ai sau đó thì không ai nhìn thấy được cái mà cái tín hiệu gì của mấy lần mà gián điệp cả.师傅他，我堂门弟子。Thì ông đó nói chung là không biết có tốt không. Theo lời muốn lấy em này nói gì có khả năng là gánh tay em liền đó. Đó thì nó có đủ thông tin cần thiết rồi, nên bây giờ về báo lại cho mà sếp Vũ thôi, sư phụ Vũ. Đây sư phụ Vũ, Quỷ sư, tôi đã bố nghe được thọ, cuộc bố phỏng vấn thọ. này. Đây đúng là cái trường hợp đầu tiên của mình, thì rất tự hào về công việc đó. Bắt đầu cái tiến hành cái quá trình mà giải đố thôi. Ồ. Rồi học thành tài rồi bắt đầu ứng dụng vào cái học thức của mình vào công việc. Có Sở chắc là ông này dĩ. uống rượu này chết không? Tin ông này là người tốt không? Thì cái ông Tun này đã, cái ông Hy Chun này đã mang một lượng lớn mấy em cô nhi viện cùng ngôi làng. Ô Phan này là cô nhi viện á, để trẻ mồ côi á, thì đem này về đây là những cô nhi viện nha. Nên là ông tin tưởng mấy người đem về đó, nên không có ai ám sát ông trong đó thôi. Cái này thì vẫn là nói miên man chứ chưa có bất kỳ bằng chứng hay dẫn chứng cụ thể nào hết. Phần Thì lòng dạ con người khó để biết lắm. Mình nói chuyện thấy đủ rồi, bây giờ chuyển sang hành động điều tra mà nguyên nhân của cái chết hôm nay thôi. Rồi tiếng gõ cửa vô rồi. Rồi bắt được thủ phạm chứ gì, tốc độ cao đấy, không có gì khó với thanh niên này. Chỉ có một người giao con ra vào cái phòng ngoài lục trách này thôi, thì đó chính là cái người mang rượu đó. Xác nhận chính là cô ấy, thì phải tô em ấy màu đen thui đó mới gọi là xác nhân chính hiệu được. Sao bộ thơ? Bố thơ, bố Chúc mừng, thơ. chúc mừng. Ông này Hổ cũng cho anh sơ, thanh hổ niên kia sơ. nữa. Đó. Chúc mừng, anh đã phá án vụ án đầu tiên của mình. Thì để mang cái nghi phạm đó đến là cái phòng anh về phòng giam này. Cô ấy có phải thực sự kẻ sát nhân? Chị mai. Đợi đã. Sao? Chuyện gì đó? Sao tử? Sư phụ, Sao ông bộ sư phụ thơ? này là cho anh thôi.
老阁主，你进去来，师傅有，讲个事。不过嘛，rồi ông sư phụ lại lấy trách nhiệm cho mình rồi. Đó. Cái gì? Ông, tự nhiên ông đẩy trách nhiệm sang mình. Ông sư phụ cũng ác rồi nha. Rồi ok. Sư phụ tung thì con hứng thôi. Sư phụ tiếp tục tung đi, con hứng tiếp. Mình không nói điều gì thì sư phụ cứ nói thôi. Rồi ok. Bất kỳ câu hỏi nào thì cứ hỏi mà. Được chưa? Lão cơ chủ. Đây, ok. Rồi. Thì mới trở thành là cái một vài năm nay thôi. Cha của ông này nhìn trưởng thành hơn tuổi rồi. Nó nhìn lớn ông này mà ngang tuổi với mà ông kia luôn. Hóa ra là cũng còn rất là trẻ. Đây. Rồi. Bây giờ mình bêm với thanh niên này. Và chỉ có ai giải thích cho mình chuyện gì đang xảy ra thì tốt. Trong mình có vẻ là nghi ngờ cái gì đó, chỉ đơn giản là hỏi thôi. Thì ông này thì dạng như là cảnh vệ quân chứ. Rồi, không biết cách nào để bắt đầu, hỏi sư phụ tiếp. Thôi, nói sư cha là nhắm mắt lại nè. Nhắm mắt lại sao đọc phu đề được. Rồi tôi cũng có hiểu tiếng dung đâu, nói chung là không nhắm mắt đâu. Đó. Thì muốn hỏi đó. Lít vợ icon là gân sắt, nhắm mắt rồi sau thấy icon nào mà lít phía bên phải đó, để độ thường nhập đó. Mỗi mảnh thì sẽ mô tả cái chi tiết. Rồi ok. Đừng ghiếp là đi vô cái phảnh không gian đúng không? Nhắm mắt lại một lần nữa. Đừng có làm đi, đừng có hỏi nữa. Nhanh nào. Nhanh con mắt lên. Nhắm mắt vào màu đen với đâu vào màu trắng nè. Đây. Đây là cái giếp Watcher đó, người canh giữ vết nứt không gian à. À đây là ông sư phụ của mình. Sao éo lão vậy, đây là mình. Còn đây là cái ông thanh cha nãy thôi, gọi là thanh cha đi ha. Tiếng nhạc rất là chất lượng luôn, để tắt nhạc ngoài nghe nhạc không gian này đi. Xin chào. Đây chính là cái vết ngôn từ mô hết kiếp. Đó. Thì có đón được là cái giáo phái của mình nó học về cái nghệ thuật chiến đấu gì không? Biết sư phụ giải quyết nó miễn phí. Thì hôm nay sẽ truyền cho mình cái cách này. Thì cái mô hít này nó gồm 3 loại. Thì 3 loại này 3 loại gì? Workmanship thì chắc là kiếm sư đó. Cái này kỹ sư, còn cái này là miệng lưỡi sư đi. Kiếm gió sư à. Thì hai cái đầu tiên thì đã mất rất là nhiều năm rồi. Lạc rồi. Không biết sau này mình có học được không ta. Bây giờ còn lại cái nghệ thuật mà múa lưỡi thôi. Kỹ năng dùng lưỡi rất là điêu luyện. Rồi đây. Quang khao biện sư, Lin Yuan Ge yu zen neng yu ge da men pai qi ming. Ni mo yao xiao kan zi chu de mo jia xuan jing shi you mo jia di zi. Đây là cái dạng như mà cái dùng của mình vô đây sẽ được bảo vệ chơi theo cái lực của mình luôn. Những người mà vô mà cái chỗ này vết nứt này á thì không thể phát huy được sức mạnh của nó thôi. Đấy, vô đây thì có chiến bằng miệng thôi. Quân tử động khẩu không động thủ. Đúng nghĩa đen luôn. Đây, bây giờ mình mời ông đội trưởng vô. Ủa ông thanh cha vô. Đó. Bất kỳ ai cũng có thể được mời vô cái khu này á. Bọn họ sẽ không tỉnh dậy cho đến khi mà chơi theo cái lực của trong này. Đó. Bọn họ chỉ nghe được cái lời nói qua lại thôi. Mình nên nhớ nè. Cái mà trận chiến ngôn từ trong này rất là quan trọng luôn.
Đấy, bây giờ mỗi lượt mà đối thủ thì vẫn có thể phản đòn nha, nếu mình dùng sai. Sai quá nhiều lần thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Người đàn ông trẻ, có câu hỏi gì trong trường hợp này không? Đừng có sợ, chỉ hỏi thôi. Tôi không có cắn đâu. Để kiếm xuống rồi nói chuyện anh ơi. Rồi. Trông giống như ông ấy thực sự đã tham vào rồi đấy. Hãy tự do giáo dục ông ấy, không có chết đâu. Rồi, đó, bắt đầu khẩu chiến với nhau. Cái này là gì? Thì đang là con trần 105 nè. Theo nghiên cứu của ông này á. Chưa kịp đọc hả? Đó. Chỉ có một cô gái tên là Sương Quỳnh vào đây thôi. Lợi trừ cái thời gian chết lên thì có thể chắc chắn ông ấy chết vì chất độc trên cái bàn. Cái đầu của cái gai à. Sao bộ thầu đó mẫu dự hòa trong tồn tại cái ưu thu ẩn. Có thể là ghi lại tất cả cái lời ông ấy nói đó, xong rồi sử dụng phán biện thôi. Rồi ok. Tìm cái mâu thuẫn nè. Lít vào cái góc gì, có mảnh vỡ gì. Ở đâu? Đây đây đây. Có cái mảnh vỡ ở đây là dạng như cái máu của mình đó. Từ từ để dịch cái chữ này. Chữ đó là chữ gì? Đây. Bây giờ mình có hai cái lựa chọn rồi. Thì chắc là hai cái lựa chọn này nó sẽ ứng với cái mà một trong năm lựa chọn dưới đây. Coi là cái trên nó mâu thuẫn với cái dưới không. Cái trên là tình trạng sau khi chết mà của ông Tang Hai Chun. Còn cái dưới là lời khai của mà cái ông này. Đó. Thì bây giờ mình đọc từ đầu đi. Theo cái nghiên cứu của ông này á. Thì ông Tang đã... Tang quan quan. Thì ông Tang này là chỉ có một thân một mình trong cái phòng đồ sách này thôi. Cái này là đúng. Thì cái mà cứ điểm quan trọng là cái phòng đọc sách này để được canh gác ngày và đêm luôn. Nên không có là chuyện nào có thể ra vào được hết. Án mạng trong phòng kính này, để đơn giản như đây. Thì lúc này thì chỉ có cái em tên là Xuân Quỳnh vào cái phòng đọc sách thôi. Có khác biệt về cái thời gian của lúc chết. Mặc dù có khác biệt về thời gian của lúc chết, nhưng rất chắc chắn là ông ấy sẽ chết vì chất độc trên bàn. Thì đầu tiên là cái thời gian đây. Đây so cái tình trạng sau khi chết của ông này với cái thời gian chết. Ta miêu. Đánh chết ông rồi đó. Nhất đại tông sư. Nói trước là cái cơ thể vẫn còn ấm khi mà mình điều tra, nên ông ấy là chưa có chết một thời gian dài. Trong lúc cái phỏng vấn mà mấy cái em mà canh gác cửa thì họ có mở cửa lúc dưới cái giờ thìn chứ là 5 giờ sáng đó. Là ông ta lúc đó vẫn còn uống ngủ đó. Thì nếu ông Tang uống rượu lúc 5 giờ sáng mà trong rượu có độc á, thì ông sẽ chết lúc 5 giờ. Tức là khi mình lại thì cái sáng nó sẽ không còn ấm nữa. Thì nó sẽ lạnh và đông cứng luôn vậy. Bởi vì là khi mình lại đi điều tra thì có thể là ông Tang ông chưa chết lúc mà uống rượu đâu. Đó. Thì thời gian chết là coi như trên là 2 giờ. Cũng không chính xác. Tốt lắm. Giờ vô nữa chứ, ông này chơi tiếng này nữa. Đúng là thầy Vũ bắn ngoại ngữ kinh quá. Rồi, sẽ giải quyết tiếp. Đúng vậy, nghe có vẻ đúng đó.
唯一进过书房的也只有那名弟子。你别给我，有一个人爆开，他也就是犯人。OK，少捕头，他仲要喺度讨伐，忍能逆犯。Nghi phạm thì mình có thể phân trần nha, không có như Việt Nam mình đâu. Việt Nam mình nghi phạm là coi như là dính án luôn rồi đó. Thì sau này chỉ đưa ra tòa xét xử thôi. Còn ở bản nghi phạm thì có rất là nhiều nghi phạm. Việt Nam mình hay cái là bắt dính luôn rồi. Không có điều tra 3-4 người nhận diện gì hết. Hay là chỗ đó đó. Bằng các phương pháp nghiệp vụ, tôi nhìn thấy có bóng của bố. Ủa, ông này là không biết bố mình đó hả? À, ông nói ông này. Cái đầu nó mình chờ xem ra bạn đã giải mã thành công vụ án này, trường hợp này thôi. Rồi đó, lại khỉa mình đây. Trường hợp cái chết này thì giải thích thử đi. Rồi ok, chiến tập 2. Ví dụ như thì chất độc được đặt trong cái bình trên bàn. Rồi. Thì ông này đã thử như con chó. Đó. Rồi con chó sẽ chết trừ khi cắn chỉ một miếng thôi. Thì cơ thể của ông Trường thì vẫn có bị cứng lại và làn da trở nên tím tái. Trước đó thì đưa tin ông này đã chết sau khi uống một chất độc trong cái bình. Có câu hỏi nào? Thì đó, thì ông này đúng là lấy cái chất độc trong cái bình đó thử lên con chó này, thì tình trạng con chó giống hịch cái chết của ổng luôn, nên vẫn nghi ngờ cái chất độc trong bình rượu vẫn là cái mà nguyên nhân gây ra là cái chính. Rồi ok, mình đối đầu mà đối đáp với ổng nữa. Rồi ok, sư phụ để con lo. Chất độc, chất lỏng thì trước không toàn là thử lên con chó. Con chó đã chết và sau đó trở nên tím tái. Ok đó. Thì cái xác sau đó thì cũng có tín hiệu tương tự thôi. Nên khá chắc là chất độc đó. Nên chắc ăn là ông Tàng uống trong cái chất độc đó. Rồi ok, khoan, cái này nó tôi lại nè. Bây giờ ví dụ nè, giờ chọn câu nào từ từ đã. Chất độc được chắn đến trong cái bàn thì đúng rồi. Con chó thì cũng chết sau khi đó luôn. Không không không, khác là, khác là cái cơ thể ông này vẫn còn ấm là phải không? Thử cái câu nè. Ta miêu sai rồi, sai rồi, lũ đảng. Rồi ok, rồi mình còn lại 4 câu hỏi để mình chiếm câu này là chiếm sai rồi. Rồi có thể là câu này. Tại lúc đầu mình khám nghiệm hiện trường á, mình thấy cái bình rượu nó còn phân nửa lận. Với mà có một em ở ngoài nhìn trộm vô thấy ông này vẫn đang uống. Nếu như chất động phát tán nhanh đến nỗi con chó chết liền chuyển vào màu tím á, thì không thể nào có bình rượu còn phân nửa được. Nên có thể ổng uống một lúc rồi, ổng uống phân nửa rồi thì mới có cái chất độc vô cái bình đó, ổng mới uống tiếp rồi mới chết. Nên có thể là con này chính xác nhất. Đó, chết là ngay sau khi uống là không phải đâu. Ổng uống rồi, sau đó cái bình bị chất độc thì ổng uống tiếp mới chết. Đừng bị chém nha. Đừng nha. Rồi đúng rồi đó. Nhất ngôn cửu đỉnh. Đó, rồi tìm thấy cái chất lỏng trong cái bình chỉ còn phần nữa không? Rồi. Nói đi. Đó, khá chắc á là lúc mà mình đi thu nhập mấy cái manh mối á thì chắc cái chất lỏng trong bình à. Trời ơi, vô suy luận gì đó. Cái gì, cái gì? Mình nhớ là cái chất độc trong mình nè. Sao? Cái này là chọn cái gì? Chết ngay lập tức nè, đúng rồi. Đó,
ông ta là chết. Ví dụ ông ta chết ngay lập tức phải chất độc á. Chất lỏng trung bình nó chỉ còn có một nửa thôi. Thì mọi manh mối được giải đáp rồi. Rồi nó tới chất độc phải không? Đúng rồi đó. Bôi lên một quả trứng gà. Bôi lên một con gà. Thì chưa có test hết tất cả các chất lỏng cho các bạn đó luôn. Theo logic đó, thì có thể là nghe thì rất là mực mà thôi. Có khả năng không? Có trường hợp rất có khả năng xảy ra. Nếu tôi đoán không nhầm thì ông Tang đã chết sau khi uống mà cái chất độc trong bình, không phải rồi. Thì ông Tang thì chết là không phải do cái chất độc trong bình. Thì ông Tang chết là do tự tử. Đọt này dán nó cắt đầu mình luôn. Thì cái này mình mới chứng minh là sai rồi. Cái cuối thì khá là bựa nên chỉ còn cái giữa thôi. Khá chắc là ông Tang chết rồi. Không phải vì cái chất độc trong bình đâu. Chết ngay lập tức á. Thì không thể nào còn nữa bình được. Chỉ uống một ngụm thôi. Có khi nào cái chất độc nó bay hơi không? Mà nó bỏ vô cái lò sông hương đó ngay giữa. Nên bởi vì bỏ vô cái lò sông hương đó, cái cây nó mới héo á. Nếu vậy thì làm sao cái bình rượu có độc được ta? Hay là cái chất độc nó bay hơi nó thấm vô rượu? Bằng chứng đâu ta? Tôi chọn đại đó. Đây. Rồi, cái này là đừng có chém gió nha. Rồi, khá năng lượng rồi. Đi ra thôi. Hết khả năng duy trì cái hình thái này. Mình chém gió mình biết nè. Tôi nghĩ là chất độc nó nằm ở đây đó. Nên khi nó bay hơi rồi mới héo cái cây trước nè. Nhưng mà nếu như nó thấm vô rượu được không ta? Mình có thể coi được cái bức tranh nó có bị lem màu được không? Hay là cái kính có ẩm sương không? Thì thả em kia ra rồi. Rồi đi đi. Cảm ơn đội trưởng. Thì em kia vẫn là nghi phạm nha, chứ không phải là chưa biết được. Chỉ là chưa biết cách thức gây án thôi. Thì trong ông này giống người tốt thiệt. Thì đúng là người tốt mà hơi khù khờ tí thôi. Mà nói mình đi tìm cái manh mối đi, đừng lãng phí thời gian nữa, có học làm phí thôi. Rồi. Ok, bắt đầu. Sư huynh ta. Ủa sao lại kêu giống người cha đó? Cái này anh em mà. Thì nó kêu là cái ông Hen Chun, ông anh trai của ông Hen Chun đó giải cứu ông này với anh em khác. Thì sau đó cùng phát triển cùng nhau thì coi cái anh, cái ông này giống như người cha. Uống nước hả? Thư giãn đi không làm. Thì bây giờ cái bình vẫn nghi ngờ cái bình lắm. Bữa sao nó rỗng hả? Cái bình này vẫn còn chứa lên tí chất độc. Giờ làm gì giờ ta? Đi ra ngoài không? Không ra ngoài được luôn. Bức tranh nãy chúng tôi gọi không có gì ngoài một khu nữ đẹp thôi. Đó là tình yêu được thể hiện qua từng trang giấy. Thì tôi vẫn nghĩ là cái chất độc nó bỏ vô đây rồi nó bay hơi. Ông này hít phải rồi mới chết. Chứng tỏ là cái cây héo. Nhưng mà cái câu đó thì tôi nghĩ là sai rồi. Tại vì cái cây bên đây vẫn còn nguyên rồi. Chứ là nó bay hơi thì sao mà nó đủ cái nồng độ với cường lực mà để vô cái bình này để ông này chết liền được. Nên cũng có hơi phi lưu ý. Phi lưu ý tí. Rồi, không cho hỏi thôi. Không đi hỏi ông này.
Thì bắt đầu mời ông này vô đó phải không? À coi là cái xác chết rồi. Đây là liên khám nghiệm tử thi nè. Chết trong lúc ngủ không? Thôi. Trên giường. Sư phụ đừng có hù con nữa, mất nữa linh hồn. Giật cái mình. Ông kêu mình đi lại coi xác chết không? Đó. Đây cái lỗ mũi. Nó có ảnh hưởng bởi chất độc không? Cái lỗ mũi nè. Chỉ yên. Rồi. Thì cái này không để xem qua. Cái gáy màu tím. Thì cơ thể tím tái đó, giống gió nãy ăn cái kia đó. Thì có một cái vùng trong cái tối màu hơn cái bụi xung quanh. Bây vui xe là gì ta? Để dịch cái, có phải là chết đậm không? Chết bầm tím. Thì nhìn thấy là biết bầm tím là cái gì? Một là bị đánh vô gáy, còn hai là bị đâm vô gáy. Còn ba là ngửi thấy chất độc. Thì chỉ có ba trường hợp đó thôi. Đó, ngừng thở. Rồi, đi gặp ông Master Tần này là biết nghiên cứu được cái sáng ổng trước rồi. Quỷ sư. Có khi ông Vũ này không biết rồi đó, ông muốn thử mình thôi. Bộ phận. Đó. Rồi, ok sư phụ. Bắt đầu chơi cái chiêu đó nữa. Hãy bộ khoai chú. Rồi, được, được rồi. Đi chiến hôm nay, bắt hôm nay vô cái vết kiếp đó, khai thác thông tin tiếp. Giờ bốn người luôn đó. Nhạc vô đây nghe rất là chiến, rất là đã nha. Đậm chất đầu khờ. Với đậm chất mấy anh China hàng xóm. Tóc hai màu, ba lá cánh tay mái nữa nè. Rồi, ông Thanh Cha Ngô Ghi. Ông Thanh Cha trong Conan tên là gì đó. Không có ngày kêu bằng Thanh Cha mà. Thì bây giờ bắt đầu nghe ông Thằng nói về cái chết của mà ông kêu ông sư phụ kia. Nhớ chủ chưa? Rồi. Bắt đầu tra hỏi. Một. Sư xung sư yu giàn xuyên phân hậu. Chết bởi vì giác độc. Vũ yung zi yi. Trong giê, phân sân xuyên yế phân lý yi di nín giê rù giáo zi yi bàn. Bộ giải liều đủ. Trong ẩr, zi sư chuyên sân giang yin rù thị. Phí phú phân sân zi sư. Sao mà lính thép ta? Cái xác cũng đầu cũng cứng cỡ đó đâu. Rồi bắt đầu tra hỏi ông đi. Sư xung sư yu giàn xuyên trong giê phân sân xuyên yế phân lý yi di nín giê rù giáo trong ẩr zi sư chuyên sân giang yin rù thị phí phú phân chú zi sê. Cơ thể ông này bắt đầu cứng khi chạm vào, có thiệt không? Hỏi rồi. Đa miêu. Đúng luôn. Rồi xảy rồi. Sao xa thi. Vậy là đúng là cơ thể ông cứng và tím tái thì. Lúc đó thì với ông lại sợ rồi, mình chưa có sợ nên chưa biết. Vậy tôi dịch mấy chữ tôi không biết cái nào. Thì tất cả các triệu chứng về chất độc được tìm thấy trên cái cơ thể con này. Chữ mà con gút là gì đó. Rồi đây đông lại đông lại. Vô đi.
À, cái chất độc thì đưa cái đường máu á, khiến mà cái nó đông lại trông như cái thạch, nhưng mà tại sao ta? Nói về cái vết chảy ra con mũi nè, đọc lên câu đồng cái nữa. Sư xung sư yu giễn xue feng hou, zai yi dian wu yong zi yi. Cái chữ này chữ gì ta? Dịch cái chữ dưới nè. Thì cái ông này, cái ông anh nó chết vì chất độc chắc chắn, chữ này chữ không thể chối cãi. Tôi mới dịch ra thì dạng như cái câu khẳng định thôi chứ không gì hết, thì cái câu này chắc ăn đúng nè. Câu số 2 thì cái nãy mình tìm thấy cái vết xanh nhảy ở lỗ mũi nên tôi nghĩ câu thứ hai nó liên quan cái vết thật nè, diêu ly nè. Thì con này nãy chọn là sai rồi, đúng là cái xác có cứng lại với da có tiếng phái. Thì tất cả cái triệu chứng hiện tìm thấy nên chết nên chỉ có thể là cái thạch này thôi, còn hai thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi đến đâu ông phạt quan bài tay. Đúng là cái khám nghiệm tử thi rồi biết ông Tần chết vì chất độc rồi. Thì tìm thấy một cái điều kỳ lạ xung quanh cái tử thi đó, tôi nghĩ là cái vết bầm tím sau gáy hoặc là cái vết từ chảy ra lỗ mũi, cái vết thạch lỗ mũi. Con chó này đâu có triệu chứng đó đâu, con chó đâu có thấy cái lỗ mũi có chảy ra cái gì đâu. Một lượng nhỏ dịch máu khô chảy ra rồi đó. Vẫn tin đều cái vết máu nữa hả ta? Rồi chuẩn bị chào hỏi câu thứ hai đi. Xin Su Bản bị vô lý. Khi rằng thân trọng tiên xỉa phong hầu, hội rằng rằng toàn thân xuyên nhiễm nhiễm nhiễm. Thời này đâu có xét nghiệm máu gì đâu. Đó. Nhưng mà tại sao cái máu của ông Tần lại xuất hiện mà trong cái lúc ông đó đã chết rồi? Đúng là thắc mắc con này thiệt. Mà tự nhiên thằng nhân vật này nó hỏi mình á. Thì nó hỏi hai ông này. Thì ông thanh gia này cũng muốn nghi ngờ cái ông kia sao không nói về cái vụ vết máu đó. Cái này tôi mới dịch xong mà tôi quên mất nghĩa rồi, để dịch lại. Nó chơi toàn mấy cái từ mà khoa học không? Đây có ba cái nè, cái này là chết trước khi bị thương, còn cái này là chết sau khi bị thương, còn cái này là vết thương thì không biết. Bây giờ chết trước ha, hay là chết sau đó? Nếu như ổng chết trước khi bị thương thì máu nó sẽ đông lại. Dù có thể là ổng chết sau khi bị thương thì mới thấy cái vết máu gỉ là từ lỗ mũi đó, nên chết sau khi bị thương đi, chọn thứ này đó. Cái vết thương thì sẽ xảy ra là sau khi ông Tần đã chết, vết thương xảy ra trước khi ông Tần đã chết. Đó.
给这接冷根了。少骨头说的十分在理，既然此时血液已凝结，此伤定是大当家在生前所留下的。这不痛了，赶快去啃，可以用麦克伤来。徒儿，少捕头不计较你的鲁莽，还想尽办法启发于你。也他对。那么，你再好好想想。再不斗海，来金冷哈，得得添个冷海啊。是大当家自己。哎，得。Rồi bắt đầu khâu chiến lần thứ hai. Mà gà tan rồi không chết bởi vì uống cái chất độc trong cái bình đó. Thì cái vết thương của mà gà tan là từ đâu ra? Không lẽ là nó thổi cái tiêu độc vô? Một chết bắn được khoảng cách xa. Không biết. Một vết đâm từ cái khoảng cách gần. Nít điệp này là cái cây kim á. Nít kim đâm á. Thì tôi nghĩ là không có xa được đâu. Tại vì hai em nó gác ở ngoài chứ mà không ai vô phòng được. Thì làm gì có thể xa được. Nên chỉ có thể vết đâm ở khoảng cách gần thôi. Thì một á là em đó vô đưa rượu em đâm luôn. Còn hai á là hai em đã nói dối, chính hai em đã đâm luôn. Có thể là hai hung thủ, còn ba nữa là cái trường hợp cái ông mà kia lúc vô đánh thức rồi cũng đâm luôn. Thì nói chung là ba khả năng đó thôi. Hoặc là cái trường hợp thứ tư đó là lúc khám nghiệm tử thi đó, có đâm vô đó, để làm cái gì đó không biết. Vì cái đó là vết đâm sau khi chết, nhưng mà cái vết đâm sau khi chết đó nãy mình loại rồi. Mình chỉ nghĩ là cái vết thương trước khi chết thôi. Nên bây giờ chỉ còn ba cái trường hợp đầu để nói thôi. Nên có thể là vết đâm khoảng cách gần. Đúng rồi nè, vết thương được tìm thấy. Thì ai là người có khả năng gây ra? Hôm nay xuống ngủ mình mau không nổi. Cái thằng bất hiếu này. Thì em này là vẫn có khả năng nha. Không không không, sau khi chết thì em này không có đâm được. Tại vì em này vô đưa rượu thì lúc đó đi ra rồi, cái em kia, cái em mà đột nghiệp á, nhìn vô thấy ổng vẫn còn đang uống, nên sau đó là em này không có đâm được. Ông nội này chắc không đâu, ông này ổng đến sau lắm mà, với lại nguyên từ đầu đến cuối rồi không thấy cái hành động là tiếp xúc. Còn sư phụ mình chắc ổng nhập ma, ổng đi vô ổng đâm cái gì mà chọn ổng đây, nên chỉ còn cuối cùng là cái ông em trai này thôi. Đương nghi là lúc đi vô đánh thức là ông này ổng chơi luôn á. Đây, đang view game này. Chọn được hai luôn không? Trước và sau khi chết thôi. Khi mà COD gửi linh thì đó, khi mà cái em mà CO win đó. CO linh nó gửi đi thì cái ông đó vẫn còn uống. Đó, nên là vẫn còn sống. Đó, thấy không? Có em cảnh vệ nhìn vào và thấy là CEO Linh vẫn còn uống nè. Khi mà CEO Linh rời đi, ông Tan lúc đó vẫn còn đang uống được. Thì tôi nhớ là ngay cái giờ hình là 5 giờ sáng. Đó. Thì CEO Linh không thể là sẽ không đủ được. Thì còn lại ông này thôi. Đang view. Đó, khi lỗi chửi tới hết tất cả các mà gì, câu sẽ không hợp nói. Sự sống đa đăng gia đơn. Thì đội trừ tất cả các manh mối khác thì manh mối còn lại. Hy vọng thì cái manh mối còn lại thì chủ anh vô lý đến mấy thì nó vẫn là sự thật. Thì cái câu đầu tiên thì có 4 nghi phạm mà. Ví dụ nguyên pháp đội trừ ra thì cuối cùng chỉ còn có 1 à. Đó. Nó đâu chơi đâu. Sao xa chân phải xua giải xua. Giải xa trước chân chung vây chinh của sưu phạm. Nghe hơi khó tin nhưng mà chỉ có mỗi ông thôi. Làm thế nào ông này có thể là hung thủ được? Làm thế nào mà ta có thể là hung thủ được? Làm thế nào mà ta có thể là hung thủ được? Làm thế nào mà ta có thể là hung thủ được? Rồi ok. Chỉ đưa vụ án này ra ánh sáng. Nhân danh ông nội của ta. Nhân danh ông nội, tôi sẽ đưa ông trở thành một. Cái câu nhân danh ông nội là của Kim Dae Chi mà đó. Từ từ. Đó. Trông giống như là cái ông sư phụ đang chờ chính xác cái khoảnh khắc đó xảy ra.
trong trường hợp này thì ông Tần thì có thể hành động lúc nào? Giờ tối qua là không phải nè, tối qua thì ổng đi đón mình thì sao mà tối qua được. Vào giờ Thìn, ủa vào giờ Thìn thì tất nhiên không phải giờ Thìn này. Giờ Thìn em vô nhìn vô thấy vẫn còn uống này. Cái này là sau khi vào vòng đọc sách này. Vậy là lúc chính thức chứ không lúc nào cũng. Chỉ còn trường hợp này thôi. Loại hai cái đầu cái này. Nếu như chọn cái này thì biết luôn là cái phương pháp gây án rồi. Ok. Đó. Sớm nay thì ông Tang này đã đi vào và kiểm tra cái ông Tần coi còn thở không á. Thì lúc cái kia chuyện mà mấy cái khung khung á, mấy khung hình vuông nè, dạng như chiến tranh á. Đó. Dùng một cây kim thì chọt vô ông đó. Tại xương chi tự lưu的 瞬间, đả đàng gia的 血液还尚未凝结. Đó, thì cái mảnh kim đâm nó mới tạo thành cái vết máu khô. 所以才会在大当家的鼻腔中留下了淤血。以你之言，在下是当到所有人的面行刺了师兄，但少侠的刚才所说的却完全没得实现的可能噻。全没得实现的可能噻。trong người có thể mất cả thi thể rồi đầu tiên đó cái chiến vụ hậu đi toàn quang sau xa lý ứng cái gì khán đau lòng sau tất cả là bạn thấy là cái ông này ông nói mình thấy khi ông vũ phòng độc cách thì kiểm tra với ngón tay thì ông ấy đã đông cứng cái con này sai nè khẳng định hội cảm đau chú lệ đi thân thông đâu xoan tại xa yếu đàn sinh xung. Mặc dù lay động nhưng ông đó thì không có phản ứng gì hết. Sao xa ni gang cai lei jie luan xue si hao jing bu qi tui qiao. Rồi để bắt đầu đối chất đi. Có mâu thuẫn trong lời khai, mình có thể cảm thấy. Gang cai jie wu hao di zhuang kuang, sao xa li ying gai ye kan dao luo. Cái này là sao ta? Để tôi dịch cái câu trong câu đó. Đây. Thì cái này gọi là cái vết bầm tím ở gáy. Thì đúng là thấy ông này vô cái phòng đột sắc thì nè. Khi kiểm tra thì còn hơi thở thì thấy ông ấy là cứng rồi. Nhưng mà lúc kiểm tra đó thì không nhìn thấy cái vết ở gáy phải không? Tôi nghĩ là một trong hai câu này thôi. Một là kiểm tra thấy cái vết đâm sâu gáy, tại sao không thấy. Còn hai là đâm nó tại sao không thấy đâu. Một mảnh của cái vũ khí đó hả? Vết đâm đó thì đương nhiên là cái kim rồi, hoặc là cái lưỡi lam thôi. Thì tôi chọn trước câu 2 đi, không phải câu 2, câu 3. Chỉ có 2 câu nữa thôi. Tạm yêu nó chứ. Đúng rồi là. Vậy là câu 2 rồi. Tại sao lúc kiểm tra không thấy vết bạch trên gáy? Thì lúc mà sợ thì ông Tang, ông ấy chỉ bất tỉnh thôi. Thì sau đó mới dùng cái vũ khí, cái hung khí á, mới chọt vô ông này. Rồi, có bằng chứng không? Thì trong lúc đó thì không có ai ra vào cái phòng đọc sách này hết. Đúng rồi, sự thật. Không có bất kỳ nghi phạm nào ngoài chúng ta hả? Thì nếu như cái dùng không khí gì ổng vẫn còn giữ trong người hoặc là giấu đôi đó thôi. Đúng là có hành động là đây lúc này rút chọt vô nè không đâu cái gì này bạn hành động ngươi hành động ngay cái lúc mà bước vào phòng đọc sách khi mà cái ông Tang đang ngủ đã chạm vào máy xài lâm xếp kẻ. Nhưng mà phán thái,
根本看不到宰相的手掌到底安在哪个地方。李东南的红旗仍然在黄六七。况且，还有小刀在那放了一架。昨天晚上不小心在书房撞出个淤青来，也不足为奇嘛。鼻中的淤血了，宰相。小马空间他有师兄一手代打，又有啥子动机要谋？少侠，你又为何执意要针对宰相？còn giả giờ đau buồn mà gớm nước mắt nữa chứ, nước mắt cái xấu à? Thì cái này khó mà lên được kế hoạch. Không lẽ có một em đồng phạm ta? Phải có một em đồng phạm chuốc cho ông nó ngủ á, thì mới thực hiện được cái kế hoạch này. Đón thì dựa vào khả năng chính thám với may mắn này. Rồi sư phụ nữa. Rồi biết được cái sự thật rồi. Thái Chính Ngạc Đăng, Lão Xiu cũng tin tưởng. Ngạc Đăng gia tuyệt sẽ không làm ra chuyện không người. Rồi OK. Lão Xiu hào kỳ là, nếu bị thương chỗ vết thương thật sự là hung thủ, thủ sử dụng là gì? Là hung khí gì? Nếu mình là hung thủ mình sẽ làm cách nào? Vẫn mang cái hung khí trong người hoặc là giấu đồ đó xung quanh. Hoặc là cũng có thể một tổng phạm đó đem nó ra rồi. Cái góc vật lý thì cái vũ khí là loại gì? Cái cây roi nó không phải nè. Cây dao nó không phải, cây kiếm cũng không phải luôn. Đây. Đó. Chỉ có cây kim thôi. Vì sao mà nó mang cây đao, cây dao thì vậy? Đó. Một cây kim rất là cứng nè, giống như một cây chân tướng vậy đó. Châm vô gáy hoặc là lỗ mũi không? Lỗ mũi khó lắm. Tại lúc giờ là chỉ thấy gờ vô gáy thôi. Như cái thời đại bây giờ là nó xài ống kim tim rồi. Một cái kim cứng. Thì nếu ông này cũng chạm vào ông cái xác ông kia thì làm sao mà cái chất độc lại có trong cái bình được? Rượu cũng có chất độc hay là rượu không có chất độc? Thì ông Tang thì uống nhiêu đó thì chỉ là uống một phần cơ hội thôi. Tôi nghĩ là rượu vẫn có chất độc thôi. Có không ta? Nếu như ông dùng cái kim ông đâm tôi nghĩ rượu vẫn có chất độc, tại vì nếu ông đâm rồi trong lúc lén lút có thể bỏ chất độc vào rượu, nhưng mà nếu vậy thì làm sao mà làm được, nên tôi nghĩ là rượu không có chất độc, không biết đúng không. Hình như sai rồi, thì kết quả thí nghiệm trên con chó đó. À, lúc nào ông này ống sờ vô nè. Là có thể ông bỏ chất độc vô luôn. Nhưng mà ống sờ lúc nào thì không tả thấy. Đó. Đó, sau khi ông mà Tang này á, sử dụng cái cây kim để mà hạ sát cái ông này, đội trưởng này. Thì cũng lén bỏ cái chất độc vô đây luôn. Thì nếu nói gì á, thì ông này cũng chưa rời cái phòng đọc sách lúc đó, thì không thể tìm thấy được cái hung khí được.
thì nó cần phải xuất hiện ở đâu đó trong vòng. Tại sao đi sân sang sâu chú là cái xì chân tại sao bị tiếng gây phù hoa. Nếu cây kim đó đúng như mình nói thì nó đang đâu? Chìa khóa chính là sự kiên nhẫn. Thì coi tiếp đây. Thì nó cần phải được giấu ở đâu đó trong cái phòng đọc sách. Trong cái bình, trong cái chậu cây, cửa sổ, kệ sách, bức tranh. Có khả năng đó thôi. Cái bình sông hương nè, cái chậu cây ở đây nè, dưới đây nè, có hai chậu cây nè, một cái héo, một cái cọc, một cái bức tranh rồi sao, một cái ghế sắt bên đây, một cái cửa sổ không mở được. Nếu nó ở đâu đó trong cái phòng đọc sách này, mình sẽ tìm được nó. Hỏi mình có bằng chứng gì không? Rồi sau bằng chứng lẹ đi chứ không thôi là nó bay ra khỏi cái vùng này. Đừng có làm thêm vấn đề nữa. Rồi ok, nhanh đi, tôi cũng muốn nhanh nữa. Rồi ok, đưa xác nhận ánh sáng. Bắt đầu chọn cái sự vật trong phòng đúng không? Chúng ta ở trong kiếp. Đây. Thì cái ô cửa sổ đã lội nè, trên bức tranh. Cái chậu cây này héo nè, tôi nghi là nó nhét cái độc vô. Nhét cây kim độc vô đây nó mới héo. Ông cũng nhúng cái kim độc vô cái bình rượu rồi mới nhét vô đây. Mà độc kiểu gì mạnh dữ gì? Chỉ một chấm vô bình rượu mà chết liền được con chó luôn á. Thì mấy cái bình rượu dưới này là ông không có động đến được đâu. Rất lộ liễu, còn cái bình sông hương. Không lẽ cây kim đó làm bằng cái loại chất liệu gì bỏ vô cái bình này nó tan ra. Tan ra độc mạnh đến vậy thì nó sẽ rất là dễ thấy luôn. Trên bức tranh thì khó. Nếu trên bức tranh thì nó sẽ để dấu vết liền. Chỉ còn cái bình cây này thôi. Cái chậu cây này chọn không được nên chắc chọn chậu bên đây nè. Sư phụ, cái bình quân tử lan như thế? Cậu thấy cái đồ chay đó nghe không sư phụ? Tôi thang môn trong có bao nhiêu cái pháp lý pháp trung. Tôi. Ha ha ha. Bạn làm sao lại chọn trúng? Chắc chắn là cái chỗ cây đó. Phan, tôi dịch cái câu đầu câu cuối rồi. Cái câu này cái chỗ cây dùng để trang trí là không phải. Cái phòng nó xấu quá. Bởi vì cái chỗ cây nó đang héo rũ là cái đầu tiên. Tôi cũng nghĩ là cái đầu tiên đó. Thì có cái thứ ba là cái gì? Cái 1 với cái 3 đều đúng nha. Cái 3 thì cái chậu cây đó một cái bằng chứng quan trọng cần che giấu. Tôi vẫn nghĩ là cái 1 hơn. Cái chậu cây nó bị héo. Thì do mình chích cái kim độc vô mới héo thôi. Chứ cái chậu cây đó bằng chứng quan trọng thì nó cũng đúng là bằng chứng quan trọng thôi. Thì 1 với 3 cả hai đều đúng. Nhưng mà đúng như nghĩa nào? Cái này sát nghĩa hơn, còn cái này nghĩa chung chung hơn. Chọn cái sát nghĩa đi. Chắc chắn là nó không đúng. Sai rồi, sai rồi. Đó. Vì nó là bằng chứng quan trọng đó. Vũ đảng đó. Đó. Được hẳn là bên dưới cái lớp đất trong cái chậu cây này. Cái này cũng rồi, chấm chấm vậy đó. Chúc mừng, chúc mừng đó. Lão阁主，少侠，在下佩服的此事，算是了解。Ông này cũng tự nhận luôn rồi. Ông chỉ mới chỉ nhận trong cái clip này thôi. Cái clip này là dạng ảo ảnh đi vào cái tâm thức của ông thôi. Nando.
不凡。Rồi, tại sao lại cái vụ này xảy ra? Đầu tiên là ông này uống rượu nè, đưa vào là ông uống nè. Cái dĩa này hồi nãy tôi coi trong gia lơ thấy á, này là giấu cái kim vô đây nè. Ban 1, 2, 3, tôi chỉ chọn được 3 trong 5 cái này thôi. Cái này là sau khi ông uống á thì ông ngủ. Cũng ngủ rồi ông này lại mới là kiểm thử, mới là lại sờ nè, à lúc này đâm luôn á, rồi mới nhét cái kim độc vô cái bình rượu nè, rồi mới giấu vô mà cái cây nè. Khúc này là ngủ hay chết, tại vì hai cái này nó giống mình nhau à. Nếu như cái này tới cái này, bỏ cái này ra để cái này vô với cái này vô cũng đúng. Đâu lý là nào lý bất đối nào? Sai sai đấy không? Vẫn uống nè. Bắt đầu vô sờ. Thấy ông ngủ nè, mới giấu vô cái bình nè. Giấu vô cái. Đâu lý là nào lý bất đối? Vẫn sai, tại sao? Cái khúc này là không chừng uống rồi quá không? Thì lúc này là hai em nói ngăn cản nè. À không, cái này là lúc ngủ. Tàn vẫn sống là vô cái lúc ngủ rồi đúng không? Cho ông uống đi. Giấu vô cái bình thì tôi nghĩ không sai đâu. Bỏ độc vô cái bình rồi mới giấu vô cái cây. Thì còn hai cái này thôi. Như vậy nãy hình như là chọn rồi mà. Không, hồi nãy là không chọn này ngủ không? Thử lần nữa đi. Đâu lý là nào lý bất đối nào? Vẫn sai cơ. Thì cái lúc đưa rượu là không phải uống. Ờ không, cái này là dead by poison. Trời, tưởng hành động uống rượu mà cái hành động này nó ghi là chết rượu gì không phải đó. Đưa vào ổng ngủ nè. Đó, gì nè. Còn nếu như không phải nữa thì sẽ nhét cái này vô, thay cái này với cái này. Tại vì lúc đưa rượu thì hai em này là thấy là không ai ra vào. Quay lòng gì có khi là đúng đó. Nguyên lai rú cử. Đó đúng rồi đó. Chữ chụp kép mà viết gì đó hả? Từ từ thang môn này lưu truyền có gián xì tiến rú. Đa đăng gia đột rú sư phòng, phái đệ tử rư yệ khai sầu. Bảo vệ ông ấy nhìn rất là đầy uống nè, không có ai ra vào hả. Ông ấy uống rượu rồi tối qua nè, giờ bắt đầu đi ngủ luôn. Đó. Thì giờ giờ thân vẫn thấy ông này đang uống. Sau đó 1 giờ đó, thì cái người hầu đi đến là cái ông này nè, ông hung thủ nè. Thấy ông ấy ngủ mà vẫn còn sống. Đến giả bộ dỗ dỗ vô là bắt đầu châm vô kim độc đó. 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 Lúc này là đâm cái kim độc vô rồi đó. Mới đầu mới kiểm tra hơi đỏ, đã thấy không đỏ nữa. Đó. Giấu cái kim độc trong tay nè. Rồi sau đó giả bộ kiểm tra cái bình rượu này, là bỏ chất độc vô bình này. Rồi sau đó là ném cái kim vô mà cái chậu cây. Điều này mới khiến cái chậu cây héo. Đã tìm ra cái kim. Yên thủ rạo bị ưu rạo ở khu vị. Phả ở bạo lộ là nì đế hình xung quỷ dị. Sama, ẩr đăng gia. Thì đúng là thủ phạm mình còn hỏi gì nữa. Xì lẫn đến nó rồi. Đúng vậy. Thì ông này đã giết ông sư phụ như một con chó. Sư xung thả.
Giết ông này để bảo vệ danh dự hả? Thôi, lôi nó vô tù đi. Đợi chút. Khả phổ. Lão xiu. Ở chế. Ông này ông muốn làm gì nữa ta? Sư phụ mình hả? Rồi, thôi cho trò chuyện tí đi. Em muốn trò chuyện với ông kia tí, chắc hỏi nguyên nhân tại sao mà làm hành động này á. Ông khen mình nói cái gì, ông cái ông hung thủ này khen sư phụ mình. Đúng là một thám tử lừng danh. Tại hạ một huyền thoại. Chết mà không hối hận luôn không? Tại sao lại thù nhau chứ gì? Khi mà kiểm tra cái hơi thở của ông này, tức là ông sư phụ biết từ lúc mà ông này vô kiểm tra hơi thở luôn đó. Vậy mà test mình để mình múa lửa nãy giờ. Cái kỹ năng rất là cao thiệt. À, không mang găng tay ông nội ơi, quên đó. Kiểm tra hơi thở mà không mang cái găng tay vậy sao không biết được. Đó, đó, mang một cái găng tay thép nè. Để thử cái tay lên đôi mũi nè. Đúng là sư phụ rồi. Còn mình dân đen thì mình múa lửa thì ổng là chính. Đấy, cái câu vừa rồi, câu gì tôi chưa kịp đọc đó. Đó, tức là cái hành động kiểm tra hơi thở đó là biết chắc là không cần quan tâm ông này đã sống hay chết luôn. Nghĩa là đã biết chắc ông này chết rồi. Thật tuyệt vời. Đó, nếu ông biết từ đầu thì tại sao mà sư phụ đi cứu hành con như vậy? Biết câu trả lời nhưng mà vẫn thích cứu hành người khác. Danh tiếng của Minh Cui này trở nữa hết lên nè. Minh Cui là cái gì đó? Giáo hội Minh đó. Thì nhiều năm trước ông Tang đưa cái giáo hội Minh nó trở nên là rất là danh vọng luôn. Vậy là hôm nay ông cũng biết luôn tất cả mọi chuyện về cái Tang kiếp này. Khi ông này còn trẻ, ông là một đứa trẻ mồ côi trong một vụ chiến tranh thôi. Thì ông này ông mới mua ông đó là về. Sở hữu ông đấy. Chú là một người hùng hợp sự khi tham gia đồng minh này. Không lẽ ông này chính là nội gián thì ta? Đáng nhiên. Nhưng sau chiến tranh thì cái tăng kép này mang lại rất nhiều hy vọng. Với cái bí mật, cái ảnh sát bí mật này trong mà tiếng Hoa dịch là cái gì nha, cho nó hay hay ta, xét nghĩa ta. Cảnh cấm chìm đúng không, cái này gọi là cấm chìm đúng không. Sau lúc mà tham gia với cấm chìm thì ông này trở nên xa lạ. Này tôi đọc chả hiểu gì luôn. Rồi. Để dịch thử chữ này. Gum lơ á, người ồn ào á. À đó là nói gì trong liều, bởi vì đặt tên cái nghĩa danh đó cho ổng hay gì. Thì ông đó không ngủ. 就是他.
Thì ông đó rất là lớn giọng luôn. Tức là cái căn phòng này không thực sự yên tĩnh khi mà ông đó đi vào. Sao mất tiếng luôn ta? Thu Er. Cái này quan trọng, tôi dịch lại cái. Chỉ là lúc mình vô đó, ông này cũng chưa ngủ, cũng chỉ giả vờ ngủ thôi. Hai tăng gia. Chị. Ai được rồi đúng. Không có sự thật nào đâu. Thì tất cả là kế hoạch của ông Trung này thôi. Sư chúng ta. Tôi thử dùng cái phần mềm này nó bắt chữ được không ta? Để có gì sau này còn chơi lâu dài nữa. Được không? Hy vọng là được đi. Đây. Qua tiếng Việt. Ông này ông dùng cái mạng sống rồi ông đi chuộc lại cái lỗi lầm đó luôn. Thì chết rồi mà vẫn không mà giải quyết được cái sự thù địch. Cái chết giải quyết được tất cả mọi thứ. Ông ấy đã chết như hy vọng thì rồi. Tức là lúc ông này vô giữa dỗ vai á thì ông này cũng vẫn còn thức, cũng chỉ dở vào ngủ thôi. Thì như lúc đầu tôi nghi ngờ nó có một đồng phạm rồi đó bỏ thuốc ngủ vô ông này ông mới ngủ được tới như vậy, thì ông bị mất ngủ mà mới đặt cái biệt danh là kẻ ồn ào nãy đó. Hai tăng gia. Kế hoạch thật sự ngoài cả mạng sống thiệt. Lão kỳ chú. Sư chúng ta. Rồi hai cái ông mà cánh tay phải cánh tay trái gì đi ở trên rồi thì còn ai quản chỗ này. Rồi, chú bố cũng khen mình này. Mới vụ đầu mà căng quá thầy ơi. Thì cái vụ này là nó lớn hơn vai trò của mình. Không có lựa chọn nào khác được. Lựa chọn giữa sự thật và danh dự thôi. Nghe theo lời và bảo cái trái tim mà. Bây giờ là mình chọn cái nào bây giờ? Nói sự thật cho đội trưởng hay là giữ im lặng? Sao ta? Đúng là căng này đó. Danh dự giữ cái sự thật. Giữ cái sự thật với danh dự. Nghe lời con tim không? Hay nghe lời lý trí?
thì tôi cũng muốn là nói sự thật thôi. Còn giữ im lặng luôn thì thông thường á, theo mà cái game tôi chơi thì sẽ chọn giữ im lặng. Nhưng mà đây là một game trinh thám, mà tôi không biết cái này nó có lựa chọn không, xếp game được không bạn? Xếp được thì mình sẽ xếp ở đây. Giờ cân nhắc lựa chọn nó xong thì cái đầu là tôi sẽ chọn giữ im lặng được đi. Tôi muốn chọn cái trên lắm, nhưng mà tôi sẽ chọn cái dưới trước, rồi sau đó lót xếp chọn lại cái trên xong. Bây giờ mình giữ im lặng thứ anh, coi cái tình tiết cốt truyện nó sao. Đúng là tầm nhìn của người già thôi, lớp trẻ mình không theo kịp, không bao giờ quên được cái lựa chọn ngày hôm nay của mình. Cái lựa chọn này nó áp lực với trọng trách lớn quá. Lão xiu, định đằng cận lực而为. Tất cả thì đạo hành do thành thành của mình. Chỗ mà. Rồi bây giờ là cái vụ án khép lại thì cái ông đó được xếp vào rồi tự tử thôi. Chết trong danh dự. Bông hoa tím báo hiệu mùa xuân hả? Rồi cái mở được thành tựu gì cơ? Sư phụ, sư huynh. Rồi bây giờ tôi chọn lại cái nói cái sự thật này. Rồi báo cáo đội trưởng. Thì coi như là cái mà cái hỏi của ông này coi như là tàn luôn rồi đấy. Không có gì sai với lựa chọn này của mình hết. Tôi Lin Yuan Ge. Vậy. Rồi đương nhiên rồi. Ông đó bị bắt vào cột rồi. Thì trái tim vẫn hướng về cái ngôi làng đó mà. À, tôi muốn đổi lại cái lựa chọn này. Đây là game, chứ không phải là đời thực. Đây là game.
Em không cần phải theo lý trí mà cứ chọn con tim đi. Giữ im lặng đi. Rồi khúc này tua qua đi, nãy nói rồi. Sao nó báo lại thành tựu nãy nữa đó? Sự tim này nó không nhảy. Game tại đây đi. Giờ lưu game cái. Sư phụ. Đây. Sư huynh. Thì nhớ lắm, đúng rồi. Cái thanh niên này ra trước cổng đón mình. Có cái nào đọc lại mấy cái lót nãy không ta? Để tôi ra đọc tin nhắn để nhé. Thì hôm nay chúng ta nghỉ tại đây thôi ha. Xong rồi. Coi như là hoàn thành được cái chương 1 của con game này. Rất là thú vị luôn. Đây là hồi nãy là đứng trước hai cái lựa chọn này nè. Hai cái lựa chọn mà nên bảo vệ hay là nói thật hay là nói dối á. Nói thật với mà cái đồn trưởng hay là nói dối á. Thì lựa chọn nói dối này tại vì cốt truyện nó phát triển theo hướng có chiều sâu hơn nhiều. Thì cái ông em á. Thì có ông em mà người ám sát mà ông anh á. Đó. Thì ông em á, người ám sát ông anh á. Ông anh này thực ra là người tốt thôi, nhưng mà ông bắt đầu chìm vào sa đọa khi mà tham gia với là cái cảnh sát ngầm gọi là police state á, gọi là cảnh sát ngầm á. Sau cái vụ đó thì ông mâu thuẫn rất là nhiều, ông giết rất là nhiều người của giáo phái Minh luôn. Thì ông em này mới không chịu nổi điều đó, mới hạ sát ông anh. Thì chính ông anh là ông cũng biết cái điều này sẽ xảy ra sớm hay muộn thôi, tại vì lúc trước trong mà người ta đã đột ông này ngủ ngáy rất là lớn, nên người ta đặc biệt danh cho ông luôn là The Gumber á, The Gumlet người đồ màu á. Nhưng mà lúc mình bước vào phòng á, lúc mà bước vào phòng với ông này dẫn, lần đầu tiên ông dẫn vô thì thấy ông này ngủ á, thì không nghe bất kỳ cái âm thanh gì. Điều đó chứng tỏ á, là cái ông này ông lúc đó ông vẫn còn thức chứ không phải ngủ đâu, ông chỉ dở mà ngủ thôi. Ông biết số phận là cái chết sẽ đến với mình rồi, nhưng bởi vì cứ nằm chờ, chờ chính người ông em lại thả xác luôn. Thì đây là cái điều bất ngờ thứ nhất. Cái bất ngờ thứ hai nữa là lúc ông em hạ sát xong rồi đưa cái tay vô coi còn thở không á. Thì hồi nãy tôi có nói rồi đó, là cái ông này dùng cái tay đeo cái bộ giáp sắt, cái tay mở bộ giáp sắt đưa vào cái mũi coi có thể thở không. Thì ông sư phụ mình ổng nhìn cái phát đó, ổng nhận ra cái một, chứng tỏ là biết ông này chết rồi nên mới dùng cái tay với cái giáp sắt để đo hơi thở. Tại vì cái tay mang cái giáp sắt thì làm sao mà cảm giác được hơi thở được. Chính cái điều đó ông sư phụ biết ngay từ lúc đó luôn mà ổng không nói ra. Thì bây giờ mình có hai lựa chọn là nói thật hoặc là giấu cái bí mật đó đi luôn. Thì khi giấu cái bí mật đó đi luôn thì coi như là cái giáo phái này ông anh chết, còn ông em thì vô lù rồi tự sát. Thì coi như là trả giá cho cái hành động của mình với ông anh đó. Thì cái giáo phái cái kiếp này vẫn, cái giáo phái tàn kiếp á thì vẫn còn giữ được cái vẻ đẹp của nó thôi, vẫn còn tồn tại. Còn nếu như mình nói sự thật ra luôn á thì cái ông này sẽ được giảm án. Và mấy ông trưởng lão mình thì vẫn tấn công ông này, vẫn đe dọa cái giáo phái thôi. Thì cuối cùng là mình không có theo phe nào hết, muốn mọi chuyện an nhàn. Thì ông này ông sau khi ông biết được cả sát ông anh rồi, ông biết được sự thật á, thì vẫn tin vào cái lòng chính nghĩa của ông anh, thì ông tự sát trong tù luôn. Và cái vụ án kết thúc ngay tại đây. Một con game rất là hay, có hai cái kết để lựa chọn. Thì không biết nó có ảnh hưởng đến cốt truyện gì sau không, nhưng mà chính hai cái kết này thì nó cho mình hai kết quả khá là khác nhau. Thì chọn cái kết mà giữ im lặng thì ông em này, cái thủ phạm này ông em này, sẽ tự sát trong tù. Nhưng bù lại mấy cái em gái ngoài kia vẫn còn được cuộc sống, cái tàn kiếp này vẫn giữ được. Cái hậu quả là khi giao dịch với cảnh sát ngầm mà có trở thành gián điệp để bảo vệ. Thì bây giờ đã xong cái lựa chọn coi như cái vụ án thứ nhất rồi.
Đó, xong vụ án thứ nhất thì mình trở về nhà. Sư phụ, sư là có một thanh niên tên là Joshua nè. Joshua này hơi béo một tí, giống gà gắt á. Thì ra đón mình trước cổng đền. Thì vụ án thứ nhất là coi như là cũng tương đối hay đi, tương đối hắc não. Thì không quá phức tạp quá ngại mà chơi được. Nói chung là cũng là vụ án hay, rất là nhiều tình tiết lắt léo đó. Nhất là ông sư phụ đó, đúng là gừng càng già càng cay. Thì hôm nay chúng ta ngừng đến đây ha. Game rất là hay. Thì tôi cũng muốn chơi tiếp, rất là muốn chơi tiếp luôn. Thì để coi vào cái quỹ thời gian, nhưng mà coi có game nào ra mắt không đó. Với mà tiếng Anh cái này nó hơi nhiều quá, cốt truyện nó mà nó léo tí nữa là tôi bó tay luôn. Nhưng dù sao đây cũng là con game hay, cực kỳ hay luôn. Đây nè, cái cầu cuối nãy giờ ông anh chết, hy sinh cuộc sống của ổng, dùng cái lương tâm để chuộc lỗi một mạng sống để mà dập tắt được cái sự thù địch. Tại vì lúc trước ông anh này ổng hại rất là nhiều người bên cái tay Minh Giáo á, thì sau này ổng muốn chết để gỡ gạt được cái đó. Ông em cũng tự tử theo luôn. Nói chung là hai người chết thì đổi lại một người sống, đổi lại những cái thành viên trong cái bộ lạc sống. Thì game là rất là hay nha. Thì game này hình như là không ai chơi luôn. Việt Nam mình tôi xét không thấy, thì chỉ có là mấy anh liên chung chơi hay gì á. Tôi không biết là có tiếng Anh chơi nhiều không, có nè. Cũng có 7 cái ngôn ngữ mà tôi lọc là có nè. Một vài người Mỹ tiếng Anh thì cũng có chơi thôi, nhưng mà chưa thấy review chi tiết gì. Hầu hết cũng là khen, thì công nhận con game này có đầu tư hay thiệt. Đánh giá thì hơi thấp tí, 74% mà, nhưng mà game hay vẫn hay thôi. Thì tôi mới xong cái vụ án đầu tiên à, còn khoảng 3 vụ nữa. Nếu như theo cái 4 cái lock hồi nãy thì sẽ cố gắng đi tiếp con game này. Vẫn chờ đợi một bản việt quá hoàn chỉnh trong game này, tại vì nó rất là hay, không kém gì con game này luôn. Detective Underdog đó, Detective Underdog không có giới thiệu với đây rồi. Thì con game này cũng con game trinh thám bản gì mắt tầm lại gần đây nè. Tôi cũng muốn chơi lắm, nhưng mà con game này nó tiếng Anh nó lại càng khó hơn nữa, nên không dám chơi. Game này chắc khỏi nói nữa chứ gì, anh em nhìn là biết. Một con game cũng cực kỳ hay, còn nhiều lượt chơi hơn game này đó. Đó, thì còn vẫn còn một con game trinh thám nữa, nếu anh em thích cái dòng game này tôi cũng giới thiệu luôn. Thì thích View Underdog, thám tử khu bảo chuột, đi đáy xã hội. Nhưng mà con game này nó hơi tốn chút, là phải có DLC. DLC nó là một phần của game luôn, chứ không phải bản mở rộng. Nên em chơi là phải mua cái DLC đó, là giá nó giá này cộng với giá dưới luôn á. Ít nhất là 253.500 đồng. Thì cũng không có rẻ cho lắm. Con game này thì dựng dẫn phim, nhưng mà tôi thích cái dạng đồ họa hơn của con này hơn. Thì lồng tiếng thì nó chỉ lồng tiếng một số khâu quan trọng thôi, chứ không thấy tất cả. Nhưng mà nhạc nền chứ mà lồng tiếng với hoàn ảnh nó làm rất là hay và đẹp. Đồ họa cực kỳ chất luôn. Thì sau này nhất gặp nhân vật này nè, tôi với mới xong cái màn một thôi. Còn con game này thì nó dạng dựng lại từ cái dạng phim này. Tôi cũng có review rất là chi tiết rồi. Con này giờ hài giờ hay. Con này thì tôi nghĩ là cốt truyện nó ấn tượng hơn tí. Rồi, cảm ơn anh em đã xem cái video ngày hôm nay. Thì cũng chơi xong thử một ca đầu tiên của con game. Con game này cái chữ này phát âm sao ta? Chủ nghĩa đạo đức. Mohism. Mohism, đại chiến ngôn từ. Gọi là khẩu chiến. Rồi, ok, cảm ơn anh em. Bức tranh do AI vẽ luôn nè, rất là đẹp.